tổ chức xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ vui quy của cô dâu Minh Nguyệt sánh duyên cùng chú rể Hà Lả xin phép chính thức được bắt đầu. Hãy cùng nhau đẩy ra một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ. Và chính thức thì cũng đã đến giờ lành để tổ chức buổi lễ ra mắt cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi chiều nay rồi. Vậy một lần nữa cho các bạn tổ chức chúng tôi sẽ được đỡ lời cho hai bên gia đình, đại diện cho cô dâu và chú rể sẽ được gửi tới toàn thể quý vị quan khách. Chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài hôn trường cưới rồi, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta vẫn nhanh chân trốn bước trở vào trong trung tâm khán phòng cưới tình yêu chúng ta trong buổi chiều nay đi ạ. Dạ vâng, toàn thể quý vị chúng ta đang ở trong khán phòng cưới rồi, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau dùng cái bóng rượu và cùng nhau hướng mắt đến rừng tấu tình yêu để cùng nhau chuẩn bị cho mình những chiếc điện thoại thật là đẹp nhất, thật là sắc nét nhất của mình để cùng nhau ghi lại những hình ảnh thật là tuyệt đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị nha. Dạ vâng. Xin được hân hoan chào đón tới toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại buổi lễ vu quy của cô dâu Minh Nguyệt sánh duyên cùng chú rể Hà Lả trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Cả Lành sẽ được gửi lời cho hai bên gia đình, đại diện cho cô dâu và chú rể sẽ được gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, xin chào toàn thể quý vị thân mến. Ngày hôm nay đây toàn thể quý vị chúng ta cùng hồi tụ đông đủ về đây tại địa chỉ Bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La là để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng chúc cho đôi lứa xuân vầy, trà xanh nước lá hương bay trong năm đôi bạn đẹp ngày kết duyên. Đối cùng toàn thể quý vị và ngày giây phút này đây sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau hướng mắt về phía cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình để cùng chào đón sự hiện diện của cặp quê hương hạnh phúc nhất, rạng ngời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Minh Nguyệt và chú rể Hà Lả. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ. Đối với toàn thể quý vị và cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện cho hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Dạ vâng, về phía phái đoàn Hòa Nhà Gái cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố Lò Văn Vân và mẹ Lò Thị Diên là song thân từ máu của cô dâu Minh Nguyệt sẽ bước lên sân khấu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin được trân trọng kính mời. Nhà trai ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bố Hà Văn Kim, mẹ Lò Thị Hương là song thân từ máu của chú rể Hà Lả sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là cô dâu và chú rể cũng như đại diện cho hai bên gia đình đã cùng nhau bắt lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị rồi. Dạ vâng, nhà nước cầm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những chàng pháo tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì các điều tay ta bố thì chắc chắn sẽ lừng lình tất cả hôn trường. Đối với toàn thể quý vị, chúng ta tạm đứng một tràng và thật lớn lên với mọi người. Chân chào cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật cũng là yêu và lấy được người mình yêu chính là niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao đối với con người chúng ta. Đối với toàn thể quý vị, sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình và đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của cô dâu Minh Nguyệt và chú rể Hà Lả, hai bên gia đình đã thống nhất lựa chọn ngày hôm nay đây, ngày lành tháng tốt, chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021, tức ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu để tổ chức buổi lễ vu quy trong năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, ban tổ chức cũng để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu Minh Nguyệt sánh duyên cùng chú rể Hà Lả xin phép chính thức được bắt đầu. Hãy cùng nhau đẩy ra một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. rất xin được tạm biệt quý vị thân mến. Và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã đem về thành chồng, đẹp duyên đôi lứa, đẹp lòng mẹ cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đôi ta mặn mà thủy chung, đẹp cho ngày tháng cuồn cuộn, mà đẹp cho làng xóm đến cùng chung vui. Dạ vâng, ngày hôm nay đây đón dâu hiền dì Thảo vui lòng mẹ, công thành danh toại đẹp lòng cha. Một lần nữa xin được kính chúc cho tình cảm hai nhà muôn đời gắn kết mặn mà bền lâu. Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, cho các bạn tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai con của mình nhân ngày vui trọng đại ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Tình cảm của bố mẹ rất là nhiều. Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình trong buổi chiều hôm nay, cho phép bạn tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu gia đình cầu Hương Thảo, gia đình cầu Quân Tiến và gia đình cầu Mạnh Dung cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai cháu của mình nhân ngày vui trọng đại ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Cho phép bạn tổ chức xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu gia đình cầu Hương Thảo, gia đình cầu Quân Tiến và gia đình cầu Mạnh Dung sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai con, hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Món quà để gửi tặng cho người bạn trẻ chúng ta trăm năm hạnh phúc trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng, toàn thể huân trường chúng ta cũng đâm đều ra 100 con tên lớn được các quý vị. Trong này là món quà gì quý vị rất nhiều. Dạ vâng, quan hệ tiếp nối chương trình trong buổi chiều hôm nay, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ nhiều tiến về phía bàn tiệc rượu cùng nhau mở nắp trà rượu sâm canh và rót tràn các ly rượu. Xin được trân trọng kính mời. Được trân trọng kính mời. Hội thảo ngàn đồng hồ toàn thể quý vị, 100 con hai tuần lớn để cổ vũ các chú rể chúng ta đến đâu cùng này. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt quý vị thân mến. Toàn thể quý vị chúng ta đang cùng nhau chứng kiến các bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay rót chén rượu hồng, dấu về dấu nhạt, xin hai bạn đừng quên nhau và trăm năm bạc đầu mái đầu, nhớ câu liên hợp tuần đầu hôm nay. Tiếp tục thế nào? Và chai rượu sâm panh thứ hai sau khi rót tràn các bụi rượu, xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau rót vào 6 chiếc ly và bạn tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn để có những ly rượu hiếu, rượu tình của mình dâng lên những bậc sinh thành trong buổi chiều hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính mời cô dâu Minh Nguyệt sẽ cầm cho mình 2 chiếc ly để kính mời lên bố mẹ chồng cũng như là và xin được trân trọng kính mời chú rể Hà Lả của chúng ta cũng sẽ còn cho mình 2 chiếc ly để kính liệm bố mẹ vợ, xin được trân trọng kính mời. Xin mời hai bạn chúng ta cũng sẽ còn cho nhau mỗi người một chiếc ly đi nào. Chúng ta cùng nhau hô 1, 2, 3 số 2, 3 số 2, 3, chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3 2, 3 2, 3. Xin chào tất cả quý vị, cũng như là đại diện ở bên gia đình. Theo sau quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng cao hết chiến trường này. Chiều nay đây cùng chung vui chúc mừng cho hai con của mình đi nào, xin được trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ xuống từng bàn cơm tiệc rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu các toàn thể quý vị đi ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.